Em học sinh được cô giáo khen thưởng theo cách độc lạ và cái kết vỡ òa. Sắp kết thúc năm học, cô giáo có phần quà đặc biệt dành tặng cho các bạn có điểm cao nhất trong lớp nhằm khuyến khích, động viên em cố gắng phát huy cho những năm học sắp tới. Tuy nhiên, cách trao thưởng của cô cũng thật độc lạ. Thay vì đưa luôn quà cho em thì cô lại cho em tự lựa chọn quà của mình. Cô cầm một xấp tiền trên tay gồm đủ các loại mệnh giá lớn nhỏ rồi kêu em học sinh nhắm mắt lại sờ vào các tờ tiền rồi chọn và cái két. Vỗ tay chúc mừng bạn Sơn nè.
tao về đây. Về đây. Thôi, đau bụng lắm. Thôi, cần dụ xuống. Về, 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 về,